Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán 2 luyện tập. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài các số trồng chục từ 110 đến 200. Các số từ 101 đến 200 tiếp 56. Đọc các số sau. Cái này là số này là 120. Đây là 160. 160. Này là 180. 190. Chúng ta qua bài B. Viết các số sau: 130, 130, 150, 150, 170, 200. Chúng ta qua bài số 2. Đúng thì ghi D, sai ghé vào trống. 120 lớn hơn 110. Như vậy thì khi mà so sánh số này á, thì trước tiên chúng ta sẽ xem số có cùng chữ số hay không. Số này có 3 chữ số, số này cũng có 3 chữ số. Như vậy là đều nhau hết đúng không? Thì chúng ta sẽ so sánh cái hàng lớn nhất. Cái hàng lớn nhất đây là hàng trăm. Này là hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này. Hàng trăm 1, 1 bằng nhau. Như vậy chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ so sánh cái hàng chục. Hàng chục ở đây là 2, đây 1. Số 2 lớn hơn số 1 cho nên dẫn tới là 120 lớn hơn 110. Cái này đúng. Bài này cũng là số này có 3 chữ số, số này cũng 3 chữ số. Cái hàng trăm là 2, hàng trăm là 1. Mà bên này người ta họ cho lớn hơn, bên này là nhỏ hơn là sai. Đúng là bên này phải lớn hơn, tại con số 2 là lớn hơn số 1 chứ. Đây là sai. Bài này 120 lớn hơn 140, như vậy là hàng trăm 1, 1 bằng nhau. Hàng chục bên này là 2, hàng chục bên này là 4. 2 lớn hơn 4 là sai. Cái này là hàng trăm 1, 1 bằng nhau. Hàng chục bên này 6, hàng chục bên này 5. 6 lớn hơn 5, cái này đúng. Cái này là 100 bằng 110, sai. Vì lý do là ngay chỗ này là cái hàng trăm là 1, 1 bằng nhau, nhưng mà hàng chục chỗ này là không, mà hàng chục này là 1. Và bay này nó phải lớn hơn. Này là sai. Cái này là hàng trăm 1, 1 bằng nhau. Hàng chục bên này là 2, hàng chục bên này không. Mà bay này là bé hơn bên này là sai. 180 này là 190. Như là hàng trăm là 1, 1 bằng nhau. 8 bé hơn 9 hợp lý. Này đúng. Hai số này giống như chen nhau mà theo thứ tự luôn. Số 1 là hàng trăm bằng nhau, hàng chục 77 bằng nhau, hàng đơn vị 00 bằng nhau, cái này đúng. Chúng ta qua bài số 3. Điền số. Đây là 200. Cái này là giảm dần, chúng ta thấy mũi tay nha, mũi tay đi giảm dần. Đây là 190, cái này là 180. 170. 160. 150. 140, 130, 120, đây là 110. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài tiếp theo là bài số 4. Nói cách đọc và viết số sao cho phù hợp. 108. 108. Đây dưới này, 108 dưới đây.
106. Đây. Một trăm linh ba. Đây. Một trăm linh chín. Đây. Một trăm linh một. Đây. Một trăm linh hai. Tiếp cái này luôn. Chúng ta qua bài số 5. Một trăm lẻ một. Rồi cái này là 106. Mà cái mũi tên là đi từ đây tới đây. Nè. Như vậy từ lớn chúng ta về nhỏ. Rồi. 110, 109. Rồi chỗ này là chúng ta sẽ tới là 108. 107. 106. 105. 104. 103. 102. 101. 101 hoặc là 101 cũng được ha. Chúng ta đọc hai cách cũng được. 101 hoặc là 101, cái này là 102 hoặc là 102 cũng được. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Đánh dấu X vào ô trống của dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy từ bé đến lớn thì chúng ta sẽ đánh dấu X vào. Rồi cái này chúng ta xem 105 rồi tới 109 rồi tới 104. À, như vậy không được. 105, 105 rồi 109 rồi tới 104 không phải. Con số 9 nằm ở giữa số 4. Cái hàng đơn vị 4 và 5 không được. Cái này 105, 104 rồi 109 không được. Nó lộn xộn ở con số 4 này và con số 104 này không được. 104, 105, 108, 109 cái này được nè. Nè, cái này được nè. Ta xem này coi. 104, 105, 109 rồi tới 108. À ngược rồi. 9 109 nó phải ra sao này. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy thì có cái phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.